Xin chào quý vị và các bạn. Họp trực tuyến là phương án được rất nhiều các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm trong thời gian vừa qua. Giải pháp về phòng họp trực tuyến nhỏ là điều băn khoăn lo lắng của không ít khách hàng. Và ngày hôm nay thì Huyền Trang xin được giới thiệu với quý vị và các bạn giải pháp cho phòng họp trực tuyến nhỏ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Phòng họp trực tuyến nhỏ là phòng họp trực tuyến hiệu quả dành cho số lượng từ 3 đến 6 người tham gia, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin trực tuyến cho một phòng, bộ phận với số lượng người vừa phải. Phòng họp trực tuyến nhỏ sử dụng một PC hoặc laptop được kết nối với một màn hình lớn để hiển thị hình ảnh. Một camera được đặt tại vị trí thuận tiện nhất nhằm mục đích ghi lại toàn bộ không gian ngồi họp. Camera cho hình ảnh trung thực và rõ nét từng thành viên tham gia họp online. Hệ thống họp trực tuyến được hoạt động và điều khiển bởi phần mềm chuyên dụng với tính bảo mật cao, có thể quản lý người tham gia họp. Phần mềm chuyên dụng có giao diện thân thiện dễ dàng với người sử dụng. Khi họp trực tuyến, micro sẽ thu tiếng trực tiếp từ những người tham gia họp, sau đó thông qua PC hoặc laptop được kết nối mạng Internet tốc độ cao, truyền tải đến người họp hoặc phòng họp đang kết nối online. Sử dụng phần mềm như Skype, Zoom Meeting, Google Meet hay các phần mềm hỗ trợ khác trên thị trường kết nối mạng Internet để truyền tải. Thiết bị thu phát âm thanh được đặt trung tâm giữa bàn họp với tính năng thu phát 2 trong 1, vừa là loa phát âm thanh, vừa là micro thu tiếng. Quý vị lưu ý, micro là dạng micro đa hướng, có khả năng thu âm từ mọi hướng xung quanh thiết bị. Khoảng cách thu âm hiệu quả nhất là không quá 2 mét tính từ micro đến người ngồi. Huyền Trang xin được gửi lời khuyên tới quý vị và các bạn là chúng ta nên sử dụng phần mềm bản quyền để được trải nghiệm đầy đủ các tính năng cũng như không bị giới hạn về thời gian họp của mỗi tài khoản. Và một số phần mềm ở phiên bản miễn phí sẽ bị giới hạn cuộc họp trong khoảng thời gian nhất định, sẽ gây nên những phiền toái và khó chịu khi sử dụng. Hy vọng rằng những thông tin và hình ảnh mà Huyền Trang vừa chia sẻ sẽ giúp chúng ta dễ hình dung hơn về những giải pháp phòng họp trực tuyến nhỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là các giải pháp, mời quý vị và các bạn hãy liên hệ hotline trên màn hình. Huyền Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại ở những video clip lần sau. Họp trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0.